trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sao thầy biết tôi đang dưỡng thương? Huynh ngồi dậy là Bần Tăng nhìn thấy chân của huynh rồi. Vết thương của huynh nếu như không kịp thời chữa trị thì sẽ bị tàn tật đó. Đây, lão nạp có thuốc trị vết thương hay lắm đó. Tôi xin đa tạ. Để ta bôi thuốc cho. Đau thương bất nhập, giúp thanh diệt tây. 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 Ăn cơm đứng lại, bắt lấy nó. Ăn cơm lại, đứng lại mau. A Di Đà Phật. Xin hỏi bốn vị thí chủ, tại sao lại đuổi theo vị tiểu thí chủ này? Đó là thằng lưu manh, nó gạt chúng tôi á. Hả? Nó đã gạt các vị cái gì? Nó Bần Tăng hứa kêu nó trả lại cho các vị. Trả cho họ, họ cũng không dám nhận. Con đừng nói nhiều, có phải như vậy không? Nó gạt huynh đệ chúng tôi, còn vu cáo chúng tôi là con chiên, không khéo là bị chém đầu đó. Đúng vậy. Cái gì là con chiên? Chính là gia nhập công giáo. Con đừng nói nhiều. A Di Đà Phật, bốn vị thí chủ các vị đã không phải là con chiên thì nên tìm người du khống nói lý mới phải. Người du khống cái gì chứ? Thằng nhóc này á, đặt điều nói xạo, thừa dịp náo nhiệt trộm túi tiền của người ta. Lấy trộm được chưa? Lấy được rồi, nhưng quân đệ chúng tôi đuổi theo nên nó mới ném xuống. Thì ra là vậy. Túi tiền đã trả lại cho vị thí chủ. A Di Đà Phật, tục ngữ có câu tha được thì tha. Việc này xin các vị hãy nể mặt Bần Tăng mà bỏ qua cho. Thôi được, nể mặt lão sư phụ này, tha cho thằng nhóc đó. Sau này đừng để chúng tôi gặp lại mày nữa. Đi. 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 A Di Đà Phật. Ông đừng niệm A Di Đà Phật hoài nữa. Ông nói chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta? Đúng vậy, ông đã cứu mạng tôi thì tôi phải trả ơn cho ông chứ. Cách trả ơn hay nhất của con bây giờ là phải về nhà ngay, hiếu kính cha mẹ. Sau này đừng có nói dối, trộm cắp đồ người ta nữa, hiểu chưa? Ăn cắp đồ? Tôi có ăn cắp đồ sao? Nếu như con trong sạch, vậy mấy lượng bạc trên người của Bần Tăng sao bây giờ đã qua bên người của con rồi? Ông lấy đồ người khác rồi thì phải nói lời cảm ơn, đúng không? Xem ra ông đúng thật là một hòa thượng. Sao lại nói vậy? Từ bi di hoài mà. Điều này con cũng biết à? Đương nhiên. Tiên sinh kể chuyện ở Thiên Kiều ngày nào cũng nói mấy đoạn như dạng chuyện phá núi cứu mẹ. Nhưng con không cha không mẹ không nhà cửa, cả cái tình cũng không có. Ông kêu con hiếu kính dài đi. Con mồ côi à? Nhà con ở dưới quê, mẹ con chết trong nạn đói. Cha dẫn con vào thành, sau đó không gặp cha nữa. Một bà cụ thấy vậy nuôi dưỡng con. Mấy năm sau bà cụ cũng qua đời. Con bắt đầu đi giang hồ. Hàng ngày đi xin cơm, sau đó con đi ăn cắp đồ. A Di Đà Phật, sau này tuyệt đối không đi ăn cắp đồ nữa nghe. Thôi vậy nha, ông á là một hòa thượng đức độ, ông đã cứu con á thì phải cứu đến cùng. Nhận con làm đệ tử được không? Nhận con làm đệ tử. Vậy nha, thầy nói gì con cũng nghe hết. Hơn nữa người xuất gia cứu một người hơn xây bảy tháp phù đồ mà. Lúc nãy á, nếu không phải thầy cứu con thì không khéo con đã bị bốn người đó đánh bị thương rồi. Thầy như vậy cũng như đã xây ba tháp phù đồ rồi. Tóm lại phải để cho con có cơ hội trả ơn cho thầy chứ.
Chẳng lẽ thầy muốn con là một đệ tử bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân hay sao? À, đúng rồi, con tên là gì? À, mấy huynh ở trong làng con đều gọi con là Mộng Linh. Ừ. Tên này ai đã đặt cho con vậy? À, là vì thiên sinh bói toán ở trong làng, ông ta nói con nằm mộng rất là linh, nằm mộng linh dữ lắm đó. À, đúng rồi, thầy tên là gì? À, ta hả? Con gọi ta là Hư Dân Hòa Thượng vậy. Hư Dân? Cái tên này nghe vui quá đó. Được rồi, đi thôi Mộng Linh. Dạ. À, đệ tử. À. Nè, thầy làm gì nhìn tôi hoài vậy? Tôi đến thắp hương lại Phật, có gì là lạ đâu. A-di-đà Phật, trong đạo Phật chúng sanh bình đẳng, chẳng qua là... Chẳng qua là gì? Mộng Linh à, không được vô lễ. Bần tăng Hư Dân muốn xin bổn tự nghỉ chân một đêm, không biết... Ngài đây là Pháp Sư Hư Dân. Bần tăng chính là Hư Dân. A-di-đà Phật. Sư phụ, không phải ngài đang ngồi thiền sao? Ngồi thiền cũng chính là đợi Pháp Sư Hư Dân mà. A-di-đà Phật, Hư Dân có tài đức gì đâu mà để lão Pháp Sư phải trông chờ. Ông mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Phật Pháp vô biên, đạt gia di sư, lão nạp đức độ kém cỏi, đâu dám nhận đại lễ của Pháp Sư chứ. À, trưởng lão à, mời, mời ngài ngồi. À, mời Pháp Sư. Chẳng hay vị tiểu thí chủ này là ai? Con được Pháp Sư Hư Dân cứu sống nên làm đệ tử của thầy. À, lão hòa thượng à, lông mày trắng và râu trắng của ông có phải là giả không? Nè, Mộng Linh. Ây da, nói thật là giả. À, nói giả là thật. Xem chú nghĩ thế nào. Thì ra ông cũng giống thầy, đều là mây trên hư không. Tiểu thí chủ này rất có huệ căn đó. Huệ căn? Huệ căn là cái gì? Là điều tốt hay là điều xấu? Đương nhiên là điều tốt rồi. Là bảo bối quý giá nhất của con người đó. Một cái là thiện căn, một cái là huệ căn. Cái này có tiền cũng không thể mua được đâu. Vậy? Vậy thì ông thảm rồi. Sao vậy? Thầy là vô căn, tức là không có căn nào hết, ngay cả huệ căn cũng không có, không phải là rất thảm sao? À, gì đà Phật, vô căn chỉ là cái tên mà thôi. Vô căn à? Mau mau, con dẫn tiểu thí chủ này đi ăn đi, sẵn tiện lấy đồ cho chú thay luôn. Dạ, sư phụ. Con đi đi. Thầy, đợi con lập tức về liền, thầy nhớ đợi con nha. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng, tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Mau mau, con dẫn tiểu thí chủ này đi ăn đi, sẵn tiện lấy đồ cho chú thay luôn. Dạ, sư phụ. Con đi đi. Thầy, đợi con lập tức về liền, thầy nhớ đợi con nha. A-di-đà-phật. Trưởng lão làm vậy chẳng phải làm hại bần tăng sao? Lão nạp làm thế không phải sai, chỉ là bảo hộ cái tâm cà sa này cho đạo Phật thôi. Nhưng mà lời trưởng lão vừa nói bần tăng thật sự không hiểu. Bữa khác có duyên vào cung Pháp Sư tự nhiên sẽ hiểu thôi mà. Vào cung? Đúng vậy, mời ngồi. Ừ.
Năm đó Thái hậu tự xưng là Ai Gia. Một chữ Ai này đó, Thái hậu là người lãnh ngộ sâu hơn ai hết. Vừa rồi nghe Vô Căn sư phụ nói, Túc Thần Dương và các vị đại thần thường xuyên đến chùa Long Tuyền. Ai nói không phải đâu. Người thì chủ trương đánh, người thì chủ trương giảng hòa. Hiện nay trên dưới trong triều bàn tán rất là xôn xao. Theo ý của trưởng lão thì nên đánh hay nên giảng hòa? Lão Nạp là người trong cửa Phật, chỉ lấy từ bi làm gốc. Là đồ thí chủ à? Đồ thí chủ vào đây đi. Pháp Tâm trưởng lão. Đồ thí chủ miễn lễ, mau đứng dậy. Trưởng lão, Dương gia nhà con lại không nói chuyện được nữa. Lão Nạp đã nói rồi, căn bệnh của Dương gia và ông là bệnh kinh niên, thí chủ không cần phải lo lắng. Chào Pháp Sư Hư Dân trước đi. Hư Dân Pháp Sư. Bần tăng lúc trước cũng có học qua một chút y thuật, nhưng mà bệnh tình của Túc Thân Dương như thế nào? Vậy Pháp Sư, bây giờ chúng ta và trưởng lão nữa, chúng ta cùng đến đó xem. Đồ thí chủ à, có bút mực ở đây không? Dạ có. Mau đi lấy bút mực đến đây. Dạ. Mộng Linh à, Mộng Linh. Không biết có đến nơi khác ở trong chùa chơi hay không, hay là để con đi tìm nhé. Không, Vô Căn sư phụ còn nhiều việc, hay là để tôi tự đi tìm vậy. Nè, đi, bây giờ mấy giờ rồi còn đứng đây làm gì nữa? Vào thời điểm nào thì không cho lại Phật. Mộng Linh à, Mộng Linh. Thí chủ, ông... Sư phụ tìm con ạ. Con đi đâu vậy? Dạ. Hư Dương Pháp Sư. Đồ Long thí chủ, A Di Đà Phật, thuốc đã nấu xong chưa? Dạ thưa, đang nấu. Thưa Pháp Sư, Dương gia nhà chúng tôi uống thuốc này đến bao giờ thì có thể khỏi được? Nấu xong thuốc thì cho uống liền, đến khi trời sáng lại uống thêm một lần nữa. Nếu bần tăng đoán không lầm thì trưa ngày mai Dương gia nhà huynh có thể nói chuyện được rồi. Vậy thì hay quá. Nếu quả thực là như vậy, Dương gia nhà chúng con thật là gặp được Bồ Tát sống rồi. Không, đây là phước báo kiếp trước mà Dương gia nhà huynh đã tạo. Cơ duyên may mắn, bần tăng cũng chỉ biết được cách chữa trị cái cổ bị đau mà thôi. Muốn cảm ơn thì cảm ơn Đức Phật đi. Pháp Sư dạy rất đúng. Đồ thí chủ à, Pháp Sư còn điều gì muốn chỉ dạy? Tất cả mọi người trong phủ Túc Thần Dương đều do thí chủ Đồ Long phụ trách sự an nguy của họ à? Đúng vậy. Pháp Sư có điểm nào không vừa lòng sao? Bần tăng cũng không biết có điều gì không vừa lòng, chỉ là đột nhiên có một cảm giác không được hay lắm. Hy vọng rằng đêm nay thí chủ Đồ Long sẽ phái thêm người đi tuần đêm mới được. Đa tạ Pháp Sư. A Di Đà Phật. Bác Thích Khanh, đừng để nó chạy. Bác Thích Khanh, Bác Thích Khanh ơi.
đừng để nó chạy, đuổi theo. Dạ, 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 dạ. Ngô Lễ à, ngươi đang làm gì vậy? Pháp sư, thầy nhận ra con hả? Xem ra ta và ngươi có duyên đó. Phàm mọi việc đều có nhân có quả. Nếu như ngươi tin lời Bần Tăng nói, Bần Tăng nguyện cứu người thoát khỏi cửa ái này. Nè, nè, bên đây, bên đây, bên đây nè. Khoan đã, đây là phần của Hư Dương Pháp Sư, không được làm càn. Dạ, dạ, dạ. Sẵn chưa tìm, mau đi. Nè, người ta đi rồi, ông mau ra đi. Nè, đi rồi. Cảm ơn Pháp Sư giúp đỡ. Đều là nhân duyên của chúng ta thôi. Pháp Sư, vừa rồi con nghe thấy một người họ Đồ nói rằng thầy kêu ông ta đem lại tăng cường phòng bị. Đúng, đúng, đúng. Vì sao vậy? Vì sao à? Vì kẻ thù của ngươi cũng chính là vì ngươi. Thầy, thầy biết tối nay con sẽ đến à? Ta không biết, nhưng bây giờ không phải lúc để nói chuyện nhiều đâu. Nhân lúc trời chưa sáng, ngươi mau đi đi. Cảm ơn nhiều. Nè, ông còn chưa chào tôi nữa đó. Ngươi là ai? Tôi là đệ tử của sư phụ tôi. Tôi tên là Mộng Linh, cũng chính là Mộng Linh tiểu sư phụ. Vậy thì tôi cũng phải cảm ơn chú. Cáo từ. Hãy cẩn thận. Hư Dương Pháp Sư, Dương gia nhà chúng tôi đích thân đến cảm ơn. Hư Dương Pháp Sư, A Di Đà Phật. Dương gia vất vả đích thân đến đây, Bần Tăng Hư Dân hổ thẹn. Pháp Sư khách sáo quá. Chắc là Pháp Sư tinh thông y thuật. Đời này bốn dương có thể nói chuyện được hay không, thật là khó đoán đó. Đó là phước báo của Dương gia. Bần Tăng có tài đức gì đâu. Mời Dương gia. Mời. Nhờ bàn tay khéo léo của Pháp Sư, bệnh của bốn dương chữa khỏi, lại được Pháp Sư chỉ dạy Đồ Long, khiến bốn dương được thoát nạn. Ân đức như vậy, bốn dương thật không biết phải báo đáp thế nào cho phải. Từ bi di hoài, bạc khổ độ ách là bổn phận của người xuất gia chúng tôi. Bần Tăng làm sao dám nhận ân đức ấy. Xin Dương gia đừng nhắc đến chuyện đó nữa để làm gì. Pháp Sư đạo đức cao thượng khiến người kinh phục, nhưng mà nếu bổn dương tri ân không báo, chẳng phải làm trái lời Phật dạy hay sao? Khiêng vào đây. Dương gia, ở đây là Pháp Sư là vị cao tăng đức độ. Trong mắt Pháp Sư, hai thùng kim ngân này giống như đất đá vậy. Bổn dương là phàm tục, suy đi nghĩ lại thì không biết làm cách nào để cúng dường Pháp Sư. Do đó khiêng đi. Dương gia công đức vô lượng, chắc chắn sẽ được phước huệ đi đôi. A Di Đà Phật. Bổn dương được Pháp Sư nói như vậy, bổn dương thật là có phước ba đời. Chỉ sợ căn bệnh này lại tái phát, khiến cho ta không được an tâm. Dương gia, bệnh đau ở cổ, nhưng nguyên nhân của nó là tại tâm. Chữa ngọn không chữa gốc. Sự lo ngại của Dương gia chẳng phải là vô lý đâu. Gánh nặng chùa chiền, đè nặng trên vai. Chuyện này người bình thường không thể thấu hiểu được đâu. Pháp Sư quả thật là thần. Có câu ăn cơm của vua phải lo việc cho vua.
ngày mai bốn dương cũng phải thượng triều ly sự rồi. Đối với thời cuộc hiện nay, không biết Hư Dân pháp sư có suy nghĩ gì? Người xuất gia không nên luận việc triều chính. Quốc gia hưng vong ai cũng có trách nhiệm, nay là đánh hay giảng hòa, điều này liên quan mật thiết đến sự tồn vong của muôn ngàn ba tánh. Pháp sư nguyện lớn bi dày, ha không suy nghĩ sao? Không sai, tuy Bần Tăng là người xuất gia, nhưng đất nước hưng vong người người có trách nhiệm. Tám cây chữ lớn vẫn thời thời khắc khắc ghi ở trong lòng. Chủ trương đánh và chủ trương giảng hòa ai cũng có lý tranh cãi trong triều, và một người xuất gia tu đạo như tôi chẳng có liên quan gì. Nhưng mà người chủ chiến dựa vào nghĩa hòa đoàn, muốn sử dụng thần quyền thần thuật của họ đi giết quân Tây, diệt Thiên Chúa, đây là một sai lầm rất lớn. Nhưng mà bây giờ dùng thần quyền thần công đi giết quân Tây, nhờ thần thông thần thuật diệt Thiên Chúa, là tiếng hô hào oai phong của nước ta đã truyền khắp trong ngoài triều rồi. Triều đình nếu như vẫn còn có phương án khác, Bần Tăng không tiện nói nhiều. Giả như đem báu vật đè lên trên thần thông thần thuật, quả thật tin tưởng nương vào pháp thuật có thể tiêu diệt quân Tây, e rằng ngàn vạn lão bá tánh lại phải lầm vào cảnh chiến tranh loạn lạc, tai họa lớn, nhà tan người mất. Cảm ơn pháp sư khai thị. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Trời, cái gì vậy? Con không nhìn sai chứ, là vàng bạc thật đó. Sư phụ, Hư Vô sư phụ là để chúng ta phát tài rồi. A Di Đà Phật. Sư phụ, nhiều bạc như vậy thầy làm cái nào mà có? Mộng Linh à, bây giờ con đi gặp Pháp Tâm trưởng lão, nói rằng khoảng nửa giờ đồng hồ nữa Bần Tăng sẽ đến thăm ngài. Trong thời gian này tạm thời con ở lại chỗ của trưởng lão. Để con giữ chân thầy ấy, vậy thì được thôi. Còn nữa, con nói rằng ta có việc rất gấp, kêu Vô Căn sư phụ mau đến đây gặp ta, không được chậm trễ một khắc nào. Con hiểu rồi, tài bất ngoại lộ, kêu thầy ấy đem kim ngân của cải cất đi, có đúng không? Con mau đi. A-di-đà-phật. Hư Vân pháp sư kêu tiểu tăng đến đây gấp, không biết có gì dạy bảo. Bần tăng không quen đường xá ở kinh thành, nay có một việc quan trọng nên muốn nhờ thầy và các sư phụ trong chùa đi làm. Xin pháp sư cứ nói. Thầy coi những thứ ở trong các cái thùng này trước đi. Y giá cả của kinh thành hiện nay có thể đổi được bao nhiêu gạo? Tuy thời thế khó khăn, giá gạo tăng liên tục, nhưng mà nhiều vàng bạc như vậy đem đổi mua thành gạo hết, chỉ e rằng bổn tự cũng không có chỗ đi để. Nếu thật như vậy thì phân phát đều cho tất cả các tự viện trong kinh thành vậy. Dạ, tiểu tăng sẽ làm ngay. Còn nữa, bây giờ
Bần tăng sẽ đến thăm viếng lệnh sư. Hy vọng các thầy càng nhanh càng tốt. Việc bần tăng nhờ xin làm gấp gấp giùm cho. Xin pháp sư yên tâm, tiểu tăng không dám sơ suất. Đăng triều hôm nay sao lại thiếu đi một số người? Hồi bẩm thái hậu, có một số vị xin phép nghỉ. Thần từ lúc canh ba đã đợi ở đây rồi. Vậy thì nói mau đi, tổng lý nha môn các vị hội nghị thế nào? Tối ngày hôm qua, thân bảo pháp sư lại cầu được một quẻ. Hồi bẩm thái hậu, đây là một quẻ rất tuyệt. Nói ra nghe coi. Thần tiên giáng phàm rừng, bảo vệ cho đại thành, đạp quân Thái Bình, thắng quân Tây. Thái hậu, đây là Phật gia khai thị. Khai bẩm thái hậu, trong đạo Phật lại có một cao tăng thạc đức và có một kiến giải khác. Hả? Ông ta tên là gì? Pháp hiệu là Hư Dân. Hư Dân. Thắng bao pháp sư, ngài có từng nghe qua chưa? Bẩm thái hậu, chưa từng nghe thấy. Tôi từng bẩm với thái hậu đương kim 10 vị đại cao tăng, Hư Dân không hề có trong đó. Tôi cũng từng nghe qua 10 vị đại cao tăng, nhưng thần cho rằng họ chỉ là danh tăng. Danh tăng và cao tăng không giống nhau. Hư Dân trưởng lão, theo sự hiểu biết của thần thì đó quả thật là vị cao tăng tu hành đắc đạo. Vị pháp sư này bây giờ đang ở đâu? Ta rất muốn gặp ông ấy. Nhanh lên. Ê, vô căn, mau kêu họ đừng chuyển nữa. A Di Đà Phật. Mộng Linh, chuẩn bị làm sao vậy? Làm sao à? Thầy có biết tôi phải chạy biết bao nhiêu con đường mới đuổi kịp các thầy không? A Di Đà Phật, Hư Dân pháp sư kêu chú chạy theo à? Thầy còn nói nữa, nhờ lúc sư phụ Hư Dân của tôi không có nhà, thầy đã lấy trộm hết vàng bạc của chúng tôi, mua nhiều lương thực như vậy, bụng thầy to cỡ nào vậy? Thầy muốn no chết hả? Nghe chú nói như vậy, nghĩa là không phải Hư Dân pháp sư kêu chú, và chú là người không biết nội tình. Bần tăng dẫn các huynh đệ đến đây làm việc này cũng chính là làm theo lời dạy của Hư Dân pháp sư. Được, thầy đừng có gạt tôi nữa. Nếu như chú không tin thì chú cứ đi hỏi Hư Dân pháp sư đi. Được, thầy đợi đó nha. Nào, chuyển đi. Đi thôi, mau lên. Pháp Tâm trưởng lão. Là Hư Dân pháp sư đó hả? Trưởng lão mau nằm xuống đi, nằm xuống. Mời ngồi. Mời pháp sư ngồi. Pháp Tâm trưởng lão à, có phải là người trung cung đã đến? Truyền ngự chỉ của thái hậu kêu sáng sớm ngày mai vào trong cung thuyết pháp. Nhưng sức khỏe trưởng lão không tốt, sao có thể vào cung? Cố gắng thôi. Sự việc thế này ta cũng không thể chú ý đến phạm giới gì nữa. Ta phải đem chân tướng thật sự như thật đó mà nói ra. Thái hậu tin Phật, Đoan Thân Vương bèn mời một vị về cung tên là Thắng Bảo pháp sư. Nhưng mà vị pháp sư này đã giải sai kinh văn, rất nhiều chỗ giảng đều là nghe cái chưa nghe. Đôi dân nghĩa hòa đoàn, nịnh hót vô cùng. Việc làm của thầy ấy thật đã đi ngược với việc làm của người con Phật chúng ta. Túc Thân Vương một lòng tin Phật, không đành lòng nhìn ông ta mượn Phật quỷ Phật như thế, cho nên mới kêu lão nạp viết thơ mời thầy về kinh. A Di Đà Phật. Đối với việc này, thái độ của bần tăng, bần tăng đã trình lên trưởng lão rồi. Đúng vậy. Nhân xả do tâm, đi
hay không đi á thì do pháp sư tự mình quyết định lấy. A Di Đà Phật. Ông trời trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Pháp sư vì đạo Phật chúng ta mà đi lần này, lão nạp sao dám giải đãi chứ. Xuất thế bất lì thế, trưởng lão cao niên như vậy còn không tự gian cổ thì bần tăng đâu dám giải đãi. Gặp Từ Hy sẽ mất mạng. Gặp Từ Hy sẽ mất mạng. Đêm dữ đã báo, pháp sư nghĩ phải làm sao đây? Người xuất gia lấy giới luật làm thầy, hộ trì Phật pháp, lưu truyền đúng chánh pháp. Xưa kia Địa Tạng Bồ Tát có phát nguyện, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Trong địa ngục đã có Địa Tạng Bồ Tát, bần tăng đi thử một chuyến thì có ngại gì? Thầy đi tới đâu cũng phải mang con theo đó. Chúng ta đi vào địa ngục. Đừng đi, đừng đi, con muốn nghe thầy dắt con lên thiên đường. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Phụng Thái Hậu ngự chỉ Hư Dân Pháp Sư vào điện. Bần tăng bái kiến Thái Hậu. Hư Dân, ngươi thật to gan, đã gặp Thái Hậu sao lại không lại? Dương gia bớt giận, bần tăng chỉ lại Phật chứ không lại người. Ngươi, Thái Hậu là lão Phật gia, ngươi cũng không lại? Lão Phật gia cũng vẫn là người. Ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Lão Phật gia cũng vẫn là người. Lão Phật gia hân hân đại nghịch bất đạo. Vậy các ngươi nói ta không phải là người thì là gì? Khải bẩm Thái Hậu, ở đời bây giờ giả dạng có quá nhiều rồi. Đoàn lão già, người ngài nói đó là ai vậy? A Di Đà Phật. Vậy thì mời hai vị pháp sư luận đạo xem sao. Tôn ngự chỉ của Thái Hậu. Ta hỏi người, người có thần thông gì? Bần tăng hổ thẹn vì không thần thông. Vậy mới lạ chứ. Nghe nói người trải qua 41 năm, đối với các cách tu hành trong Phật giáo phải có chỗ chứng đắc mới đúng. Bần tăng hổ thẹn. Vậy ta hỏi người, lần này quân Tây đến thế lực rất mạnh, muốn đoạt Giang Sơn Đại Thành, nên đánh hay nên hòa? Bần tăng không dám trả lời. Nếu ta muốn bắt người trả lời thì sao chứ? Vậy bần tăng không thể không trả lời rồi. Quà thuế sẽ nặng hơn, đó không phải là phước của ba tánh. Đánh
đời sống của ngàn vạn bá tánh lầm than khốn khổ, ức triệu nhân khẩu thành vô gia cư, là nặng hay nhẹ chắc pháp sư sẽ rõ hơn bần tăng rồi. Lời ông nói cũng như không nói. Những gì đáng nói bần tăng đã nói ra hết rồi. Không ngờ người xuất gia như ông cũng biết nói ngược nói xuôi được. Hả? Tài của bần tăng thường thường làm như thế này, thầy nghĩ đây là vì sao? Thói quen. Tay của bần tăng nếu như thế này thì cũng là thói quen. Không còn thuốc chữa. Thầy nói đúng rồi. Ngươi Đoan Khanh, ngươi đã hiểu chưa? Nô tài. Dịch Thiện, môn thiền này xem ra Khanh là người hiểu đó. Khanh nói cho mọi người nghe đi. Dạ. Ý của Hư Vân pháp sư là cái gì cũng đang thay đổi, không thể chấp nhất lý lẽ cố định, bất cứ lúc nào cũng phải dựa theo sự biến đổi của tình huống mà quyết định. Sự thông minh của thiền hòa tử không thể thành thí được. Ta hỏi ngươi. Được rồi, hai vị ngưng lại đi. Hư Vân pháp sư, trước mắt trong triều chủ chiến chủ hòa, giống như lời thầy nói, thật là có lý. Đã mấy lần bàn luận nhưng mà không có được kết quả. Lúc này tâm ta đang rối bời. Thầy có cách nào có thể khiến cho ta an tâm không? Nhưng bần tăng không dám vọng ngôn làm cho Thái hậu an tâm. Ngày xưa, nhị tổ Huệ Khả của tông chặt tay đứng tuyết, sở cầu cũng là an tâm. Nhưng Đạt Ma Tổ Sư nói, người đem tâm ra đây ta an cho. Nhị tổ Huệ Khả tức thời khai ngộ. Bần tăng dám hỏi Thái hậu tâm rối bời đó đang ở chỗ nào, có thể đem ra trước chúng để bần tăng lý luận với nó. Giọng nói chuyện thì có ích gì chứ? Lần này quân Tây không quá 8.000 người, chỉ cần ngăn cản bọn chúng ở hết ngoại vi kinh thành thì Thái hậu sẽ yên tâm thôi. Hiện nay Nghĩa Hòa Đoàn ở trong kinh thành có hơn 50 vạn. Nhiều vậy sao? Khởi bẩm lão Phật gia, thêm vào đó Hồng Đăng Chiêu 60 vạn người cũng không đánh được. Vậy mới lạ. Đã có đầy đủ 60 vạn người, tại sao không thể ngăn cản 8.000 liên quân các nước để chúng ở sân Đông Hà Nam, ngược lại chúng tập trung kéo về kinh thành chứ? Đó, Nghĩa Hòa Đoàn lấy Phục Thanh, Diệt Dương làm kỳ hiệu, dĩ nhiên họ sẽ lấy việc Hộ Vệ Kinh Đô làm trọng yếu. Mỗi người họ đều luyện được thần công súng đạn không thể bắn trúng, lại hô được thiên binh thiên tướng đến tiêu diệt quân Tây. Lời Thắng Bảo pháp sư nói thật là không sai. Khải bẩm Thái hậu, cái gọi là thần công của Nghĩa Hòa Đoàn bất quá chỉ là phép thuật để gạt gẫm người ta, chúng ta không thể tin. Khải bẩm Thái hậu, pháp thuật của các pháp sư trong Nghĩa Hòa Đoàn thực sự rất giỏi. Nô tài và các vị dương gia đây, cho đến các vị học sĩ vừa đắc cử, đều đã tận mắt chứng kiến. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Lão Phật gia không tin sao không triệu Lý Lai Trung để ông ấy ở trước điện biểu diễn thần công của Nghĩa Hòa Đoàn chứ? Lý Lai Trung và Trương Đức Thành đều là những vị trung nghĩa luyện được đầy đủ tiên thuật. Chỉ cần lão Phật gia triệu kiến họ thì họ biết ơn thiên ân sâu sắc, đem hết lòng vào nước sôi lửa bỏng để báo đáp triều đình. Được lắm. Vậy thì ngươi và Thắng Bảo pháp sư sắp xếp đi, cũng để chúng ta mở rộng tầm nhìn. Trưa ngày mốt, ở ngoài cửa Triều Dương, nhưng quan viên trên tứ phẩm ở kinh thành đều đi xem biểu diễn thần công ở Nghĩa Hòa Đoàn. Thần tuân chỉ. Pháp sư vất vả quá. Duy trì Phật pháp có gì là khổ. Hôm nay pháp sư tham kiến Hoàng Thái hậu, có cảm nghĩ gì? Hình thế lớn hơn nhân thế. Kiếp nạn khó tránh,
nhìn từ phía trước giống như Thái hậu đang dắt người ta đi, nhưng nhìn từ hai bên thì là người ta đang đẩy Thái hậu đi. Con người ở đời khó tránh khỏi những hành động đáng tiếc. Tránh ra, tránh ra đi. Sư phụ. Sư phụ, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Ngoài cổng có mấy trăm giáo dân chạy hết đến tụi chúng ta. Hư dân, Hư dân pháp sư à? Trưởng lão à, chúng ta đến đó xem. Cho chúng tôi vào là bao chúng tôi vào đi. Như vậy là sao vậy? Cho chúng tôi vào đi. Những giáo dân này bây giờ chuyện lấy nạn. Bồ Tát sống, cầu xin ngài cứu giúp chúng tôi. Hiện nay Nghĩa Hòa Đoàn ở trong kinh thành truy bắt những con chiên, bắt được một người giết một người, bắt được hai người giết hai người. Bây giờ chúng con chỉ có thể nhờ Bồ Tát che chở. A Di Đà Phật. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, độ nhân tế ách, cứu trợ khổ nạn. Thôi thì để họ vào trong chùa lánh nạn đi. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nếu giữ họ lại thì chùa Long Tuyền sẽ bị tai nạn đó. Chẳng may. A Di Đà Phật, cứ làm theo lời chỉ dạy của Hư Dân pháp sư đi con. Dạ. Các vị thí chủ xin mời vào trong. Vào đi, vào đi, chúng ta vào. Vào đi, vào đi. Hư Dân sư phụ, không xong rồi. Người của Nghĩa Hòa Đoàn vào chùa Long Tuyền đòi bắt người rồi. Nghĩa Hòa Đoàn bao vây tự viện có tất cả bao nhiêu người? Đại khái khoảng hơn 1.000 người. Bọn họ vào chùa đứng ở cổng chùa, nhưng chỉ bao vây không tấn công. Họ nói nhất định đòi gặp ngài và sư phụ. Pháp Tâm trưởng lão tuổi cao sức yếu, ngài đã nghỉ rồi, đừng làm kinh động ngài nữa. Để bận tăng ra ngoài đó xem sao. Không được, như vậy nguy hiểm quá. Sáng hôm qua bao vây ngài chính là người của Nghĩa Hòa Đoàn đó. Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.